Chào các bạn, ở trên iPhone thì chúng ta không có cách nào mà thoát ra ngoài màn hình chính khi mà đang chạy ứng dụng nào đó. Đây là một cái điều mà rất là nhiều người cảm thấy khó chịu. Chúng ta bắt buộc phải bấm nút Home cho dù là nó ở bất cứ màn hình nào để chúng thoát ra ngoài hay là chuyển qua những ứng dụng khác. Thì để khắc phục cái điều đó thì nhiều bạn sử dụng cái cục tròn tròn có thể di chuyển. Ở đây thì mình gọi nó là cái cục ghế. Nó làm xấu đi màn hình rất là nhiều. Bây giờ thì ở trên iOS 8 tận dụng cái hệ thống widget mới, người ta đã tạo ra một cái ứng dụng có tên là Launcher. Cái ứng dụng Launcher này nó sẽ giúp cho bạn chuyển nhanh giữa các ứng dụng mà chúng ta không cần phải trở về màn hình chính, giảm thiểu cái việc sử dụng phím Home cũng như là sử dụng những cái ứng dụng chuyển giữa cái ứng dụng nhanh hơn. Thì ứng dụng Launcher này là ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Các bạn tải ứng dụng này về, các bạn sẽ có một số những biểu tượng chương trình, ở đây là 8 cái chương trình khác nhau, thì các bạn hoàn toàn có thể thay những cái ứng dụng này bằng những cái mà chúng ta mong muốn hay là chúng ta sử dụng nhiều, thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm gọi một cái danh bạ nào đó ra để chúng ta gọi điện hay nhắn tin nhanh, mở một trang web nào đó, và đặc biệt là cái phần gọi những ứng dụng, có một số cái ứng dụng được hỗ trợ, ví dụ như là ứng dụng của Apple thì hầu hết được hỗ trợ, nhưng mà mình không thấy mở Safari nó nằm ở đây mà nằm ở trong phần web launcher. Ngoài ra có một số ứng dụng khác cũng được hỗ trợ, đây là những ứng dụng mình cài trong máy và được hỗ trợ cái việc gọi từ trong cái widget. Có một số ứng dụng khác nó còn hỗ trợ rất là nhiều, nhờ một số ứng dụng mới, ví dụ như ứng dụng Outlook mà mình đang xài thì hiện tại nó không có hỗ trợ. Khi mà mình chọn một cái nào đó, ví dụ như mình chọn ở đây là mình chọn cái Chrome, mình chọn cái Chrome mình xác nhận, và bây giờ mình hoàn toàn có thể kéo nó xuống và mình mở Chrome lên thì nó sẽ tự động nó gọi Chrome lên để chúng ta có thể sử dụng. Hay là ở đây mình mở Facebook thì mình nhắn vô nó sẽ mở Facebook và mình không cần phải thoát ra màn hình Home. Trong trường hợp mà bạn không hài lòng với những cái ứng dụng này, tức là nó vẫn chưa đủ, bạn muốn nhiều hơn hay là bạn muốn những cái biểu tượng nhỏ hơn để chúng ta có thể nhét được nhiều cái ứng dụng trong một cùng một hàng ở trên cái thanh widget này, thì bạn có thể mua phiên bản Pro. Thì phiên bản Pro sẽ gỡ bỏ những quảng cáo hay là cho ba hàng nữa vào trong cái phần launcher và cho biểu tượng icon nhỏ hơn và che giấu một số cái nhãn đi. Thì cái phiên bản đó có giá là $4. Với những người nào mà muốn mua một cái phiên bản tốt hơn, có thể gọi được nhiều chương trình hơn, thì cái giá này cũng rất là hợp lý. Bây giờ thì mình có thêm nhiều hàng chương trình nữa để mình có thể tùy biến, có thể chọn những cái size lớn hơn hay là size nhỏ hơn. Đây, có thể nhét rất là nhiều những cái chương trình khác nhau. Cái này thì những bạn nào mà sử dụng Android thì rất là thích. Rồi, xin cảm ơn các bạn.